Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh ô tô cũ của Mê Linh tại cơ sở 2 xã Thới Hòa, phường Bến Cát, tỉnh Bình Dương các bạn nhé. Đây là cơ sở 2 của chúng mình tại trong chi nhánh Sài Gòn. Và kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với quý vị và các bạn con xe Kia Morning, đời sản xuất đời 2010, tư nhân chính chủ. Con này mình chào bán với giá 148 triệu bao rút hồ sơ vận chuyển cho quý vị và các bạn vào tới tại đây các bạn nhé. Bao rút hồ sơ vận chuyển cho quý vị và các bạn vào tới tại đây. Và mình còn có con Sport bản số sàn tự động, điều hòa tự động, vô lăng thư khí. Con này là con số sàn 211 và con này là đời 2010. Và con này của nó là hai cái đèn gầm của nó là hỏng mất một bên. Bạn nào mua mình sẽ tặng các bạn một đôi đèn gầm mới theo xe các bạn nhé. Mình chưa lắp. Đây là đôi đèn gầm này nó bị hỏng. Con này là form phép keo chỉ zin cả xe. Xe là cực chất màu xanh, xanh ngọc các bạn nhé. Với con này là tư nhân chính chủ, biển rất đẹp. Biển 23286. Biển mãi tài, mãi lộc phát các bạn nhé. Mãi tài, mãi phát lộc. Bạn nào có nhu cầu mua một chiếc xe biển như thế này, các bạn sang tên hoặc để đi cũng được, rút hồ sơ cũng được. Đặc biệt con này một dàn lốp mới các bạn nhé. Một dàn lốp mới theo xe. Các bạn quan sát này. Một dàn lốp mới theo xe, bốn quả như nhau. Bốn quả như nhau các bạn nhé. Bốn quả như nhau luôn. Các bạn quan sát này, mới không nói sai. Tổng thể của xe rất là đẹp. Các bạn quan sát này, tổng thể đằng sau của xe rất cứng cáp và đẹp. Các bạn quan sát nước sơn của nó từ sau lên này, cực đẹp luôn. Và các bạn quan sát phần cua lốp của nó này. Cua lốp của nó là cua lốp zin các bạn nhé. Cua lốp nguyên bản luôn. Cua lốp zin. Trong này nó thời tiết Sài Gòn nó hơi khác miền Bắc mình một chút. Đó là nắng rất nhiều. Và nắng từ sáng đến tối luôn. Đây các bạn quan sát phần ba bô lê. Ba bô lê của nó này. Ba bô lê của nó còn rất thẳng này. Chạy từ trước ra sau còn rất đẹp này các bạn này. Máy lổ cực chất luôn, êm đét các bạn nhé. Đây quả lốp trước các bạn nhé. Lốp sau, lốp trước mình quay cho các bạn quan sát này. Lốp zin vừa lốp mới luôn các bạn nhé. Mới toanh. Và con này đèn của nó là đèn zin các bạn nhé. Đèn zin luôn, Korea các bạn này. Korea. Đèn xịn luôn. Đấy, cặp đèn pha zin. Đèn pha zin luôn. Đấy, đèn xịn. Đăng kiểm của nó là đến tháng 2 2020 các bạn nhé. Đăng kiểm đến tháng 2 2020. Xe nó rất cứng cáp và đẹp. Và xin mời các bạn chúng ta quan sát đến phần cua lốp của nó bên phụ. Đây là phần cua lốp bên phụ các bạn này. Rất đẹp luôn. Gầm của nó chưa mục mọt một chút nào cả. Chưa mục mọt một chút nào. Và các bạn quan sát cho mình phần cua lốp của nó này. Ba bô lê này. Ba bô lê zin. Các bạn quan sát này. Và tổng thể xe của nó rất là cứng cáp và đẹp này. Ốp đèn hậu này, ốp đèn hậu zin. Các bạn nhé. Đèn hậu zin luôn. Biểu tượng Kia vẫn còn nguyên. Morning vẫn còn nguyên. Đó là tổng thể mình đã quay cho quý vị và các bạn hình thức bên ngoài của xe. Lườn nóc, sơn, đầu đít, mọi chức năng rất tuyệt vời. Bạn nào mua nhanh tay. Mình bán con này ở tại cơ sở 2 các bạn nhé. Cơ sở 2 trong Bình Dương. Bạn nào mua nhanh tay xin hãy gọi cho chúng mình. Và xin kính mời quý vị và các bạn chúng ta xem đến phần keo chỉ của xe. Con này thì chủ nhân là thanh niên đi, cho nên là người ta option. Toàn bộ cánh cửa option người ta dán giả vân gỗ hết các bạn nhé. Trong xe của nó toàn bộ là vân gỗ. Toàn bộ là vân gỗ. Vì tại sao? Vì con này là thanh niên người ta đi các bạn nhé. Được làm bằng vân gỗ hết. Rất kỳ công. Ghế 3D. Ghế 3D quả chám. Rất là đẹp. Các bạn quan sát này. 3D quả chám. Đầu màn cam lùi. Đầu màn cam lùi các bạn nhé. Xe cực chất. Điều hòa mát lạnh luôn. Đấy, điều hòa mát lạnh. Mình tắt đi. Và các bạn quan sát cho mình phần keo chỉ của xe. Đây là phần keo chỉ của xe các bạn nhé. Phần keo chỉ của nó thì xin giới thiệu với các bạn là phần keo chỉ của nó là keo chỉ zin luôn. Zin 100% luôn. Và ổ khóa bản lề này. Ổ khóa zin các bạn nhé. Chưa dính tí sơn nào. Các bạn nghe xem đóng cửa này. Quá êm luôn các bạn này. Đóng quá êm luôn. Phịch phịch luôn. Cửa đóng cực kỳ êm các bạn nhé.
Đấy, bạn nào có xem tới xem các bạn thử đóng mà xem, mình không nói sai. Cửa quá êm luôn. Và chúng ta quan sát đây. Trong nước sơn trong là sơn, nước sơn trong là sơn zin các bạn nhé. Sơn trong zin luôn. Con tem của nhà máy và hãng sản xuất vẫn còn. Bản lề các bạn quan sát này. Bản lề của nó này. Bản lề chưa tháo ra này. Và các bạn quan sát một chút đến phần kèo cột của xe. Đây là phần kèo cột của xe. Phần kèo cột của nó là kèo cột zin các bạn nhé. Đấy, phần kèo cột. Kèo cột zin theo xe luôn. Và các bạn quan sát cho mình. Xe nó rất đẹp này. Loa đằng trước này. Và phần các bạn quan sát phần kính điện này. Kính điện lên xuống nhịp nhàng này. Mọi chức năng hoạt động rất tốt các bạn nhé. Đấy. Ok, đến phần kính điện thế là ok. Quan trọng nhất là chúng ta thử xem là nó bị lỗi không. Nếu trường hợp nó lên cái sống cái chết là chúng ta không được các bạn nhé. Đấy, bên lái này. Vào lớp khóa kính các bạn nhé. Khóa kính này. Đấy. Đấy là cái trước mình đã quay cho các bạn. Con này đẹp, thứ nhất các bạn quan sát nó còn nguyên cả lúm cao su chống tì vào cửa mức độ an toàn. Nó êm, nó không bị khuỵch. Và các bạn quan sát cho mình. Phần keo chỉ của nó cánh sau này. Keo chỉ của cánh sau bên lái cũng là keo chỉ zin các bạn nhé. Zin 100% luôn. Và cánh sau cũng vậy, được chủ nhân làm vân gỗ các bạn nhé. Làm bằng vân gỗ rất là đẹp. Thể hiện một phong cách thể thao rất tuyệt vời. Nếu chúng ta mua đi, con này rất đáng yêu. Các bạn quan sát này. Giống vân gỗ các bạn nhé. Nhìn rất sang. Nó kết hợp với tức là cái ghế 3D. Ghế hình 3D quả chám này. Nhìn rất đẹp này. Trần của nó trần rất đẹp. Các bạn quan sát này. Một chiếc xe rất là hoàn hảo để cho quý vị và các bạn sở hữu. Với tầm tiền chỉ 148 triệu bao rút hồ sơ vận chuyển vào tới tại đây, các bạn sở hữu ngay một con Kia Morning. Với tầm tiền vừa phải như này thì không có gì đáng nói cả. Tuyệt vời luôn. Tuyệt vời ông mặt trời các bạn nhé. Và phần cốp này của nó là cốp zin các bạn nhé. Cốp zin luôn. Con này đèn biển số còn một đèn. Mất một đèn các bạn nhé. Ổ khóa của nó đây. Các bạn quan sát này. Các bạn quan sát phần máng nước này. Máng nước của nó máng nước zin. Và đôi đèn pha của nó, đèn hậu của nó, các bạn quan sát này, đèn hậu này, đèn hậu zin theo xe này. Còn nguyên bản này. Đèn hậu zin được các bạn quan sát là nó còn nguyên cả cái này các bạn nhé. Nếu đèn lô ta thay rồi nó sẽ mất đi cái nhựa này thì sẽ chỗ này nó sẽ khuyết các bạn nhé. Nó sẽ khuyết ra. Cũng như các bạn quan sát cho mình bên này. Nếu đèn xịn là nó còn nguyên cả cái này. Nên đều nó sẽ khuyết đi rồi. Các bạn quan sát này. Máng nước của nó này. Các bạn quan sát máng nước zin này. Và các bạn quan sát phần cốp của xe. Đây là phần cốp của xe này. Cốp của nó cốp nguyên theo xe này. Còn nguyên tất cả đồ gạc các bạn nhé. Lốp dự phòng đồ theo xe. Đầy đủ tay mở, kích. Rồi là kéo, đầu kéo xe. Còn đầy đủ. Còn rất nguyên. Bạn nào có nhu cầu sử dụng con này đi gia đình rất tuyệt vời. Chúng ta đi lại. Xin mời các bạn quan sát đến phần keo chỉ của cánh trước bên lái các bạn nhé. Đây là cái trước bên lái này. Một chiếc xe chủ nhân rất là yêu quý và đầu tư rất kỹ, đầu tư rất kỹ về tiền cho con này. Nếu đầu tư con này cũng hết khá nhiều các bạn nhé, từ ghế, nội thất, lốp, nguyên con này chênh con khác hàng chục triệu, để mà chênh chục triệu luôn nếu chúng ta đầu tư cả đầu màn căn lùi. Tuy chúng ta vào mỗi thứ một tí nhưng cộng lại nó nhiều. Quá các bạn quan sát này. Ổ quá rất đẹp này. Đấy, mình quay rất chậm để cho các bạn quan sát này. Bản này của nó rất sáng các bạn nhé. Rất sáng và đẹp. Và xin giới thiệu với các bạn là đến phần kèo cột. Một chút kèo cột này.
Đấy, mình sẽ giới thiệu một chút kèo cột cho quý vị và các bạn này. Các bạn quan sát là cột zin nhé. Đó là phần mình đã quay. Xin mời các bạn cùng chúng ta quan sát đến cánh sau của xe. Phần keo chỉ này. Keo chỉ con này thì zin cả xe, tuyệt đối luôn. Bản này này. Bản này vòi zin luôn. Và xin mời các bạn chúng ta quan sát đến phần nội thất cũng như là vô lăng củ số, điều hòa rồi là tắp lô tắp ly. Thứ nhất là phần vô lăng. Các bạn quan sát cho mình phần vô lăng. Vô lăng trợ lực lái này. Của nó rất nhẹ nhàng các bạn nhé. Rất nhẹ nhàng luôn. Rất nhẹ, lái rất nhẹ. Và đây các bạn quan sát cho mình phần củ số này. Củ số của nó rất đẹp này. Đây là phần củ số này. Các bạn nhé, củ số rất đẹp. Và xe được trang bị đầu màn các bạn nhé. Đây đang chạy DVD này các bạn này. Quay đầu rất chất này. Đấy, các bạn quan sát này. Gạt mưa của nó là gạt mưa ba lớp các bạn nhé. Gạt mưa ba lớp này. Các bạn quan sát này. Ba lớp nhanh chậm và chúng ta chỉ tùy chúng ta chỉnh nhanh quá chậm quá đây. Đấy. Nó rất hay. Con này tuyệt vời. Đây là hệ thống đèn pha, đèn cốt. Các bạn quan sát này. Còn tắp ly tắp lô nó rất đẹp này. Tắp ly tắp lô rất đẹp, chủ nhân người ta đã độ rất là người ta làm rất kỹ, người ta lắp cả thảm tắp lô. Thảm tắp lô vào các bạn nhé. Nó rất đẹp này. Ghế này. Đó là rất đẹp này. Phần để mình xem km con này đi là bao nhiêu các bạn nhé. Tôi biết con này đi là 50 là 15 vạn thì phải, 15 vạn các bạn nhé. 15 vạn km. 15 vạn km. Con này đã đi 15 vạn km. Và xin giới thiệu với các bạn đó là phần đến phần máy. Phần máy của xe. Đây là cơ sở 2 của mình tại Bến Cát Bình Dương các bạn nhé. Đây là phường Thới Hòa. Phường Thới Hòa. Bến Cát thành phố Bình Dương. Các bạn nào có nhu cầu xem xe hãy từ Sài Gòn xuống. Chỉ có 40 đến 35 km các bạn nhé. Và từ Bình Dương lên thì nó rơi 15 cây, 15 km tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp Bình Dương. Và tại các bạn từ xuống chỗ mình đến tới khu du lịch Đại Nam các bạn nhé. Khu du lịch Đại Nam thì nó là mình cứ tới mình gần thôi. Đèn của nó đèn zin các bạn nhé. Đèn pha zin này. Pha zin luôn này. Pha zin. Răng đầu là đầu zin các bạn nhé. Răng đầu zin luôn. Máy chất, gầm chắc. Máy rất ngon này. Xin mời chúng ta quan sát, chúng ta quan sát đến máy này. Máy của nó lỉ lổ thì thầm các bạn nhé. Máy rất thì thầm này. Máy của nó rất ngon này các bạn này. Dầu các bạn này. Dầu bơm rất tốt này. Không một chút hơi thừa các bạn nhé. Dầu rất tốt này. Đấy. Rất tuyệt vời. Máy rất chất luôn. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn. Mình giới thiệu sơ bộ về con Kia Morning đời 2010. Bao rút hồ sơ cho quý vị và các bạn 148 triệu các bạn nhé. Bạn nào mua nhanh tay ở bên mình. Và con này Kia là coi bản Sport, điều hòa tự động, túi khí các bạn nhé. Xe thì chấm hết luôn. Cực chất và cực chất luôn. Con này là cam kết với quý vị và các bạn là con này máy zin luôn. Máy zin chưa chạm máy các bạn nhé. Máy zin chưa chạm máy. Vì con này máy zin luôn. Chân máy còn nguyên chưa chạm. Đấy. Tất cả zin hết, xe rất đẹp. Con này là xe rất cứng cáp và đẹp của các bạn này. Đấy. Kính thưa quý vị và các bạn, bạn nào thấy hay like chia sẻ ủng hộ cho kênh YouTube của Mê Linh.
Và mình sẽ bỏ qua số điện thoại ở trên. Bạn nào thấy hay chia sẻ cho bên mình. Một lần nữa mình xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.